Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Tải. Hôm nay công ty mình xin giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm đó là két làm mát thủy lực xe bồn trộn bê tông. Thì trước mắt quý vị và các bạn, đây là két làm mát thủy lực dung tích 18 lít, loại cánh quạt to, sử dụng điện 24V, công suất là 80W. Thì trên tất cả các dòng xe bồn trộn bê tông như ví dụ như Hổ Vồ này, Cam C, Đông Phong, Sunny thì đều sử dụng cái két làm mát thủy lực xe bồn trộn này. Các xe từ 8 khối đến 14 khối. Két làm mát thủy lực có tác dụng là giữ cho cái dầu, nhiệt độ của dầu ở mức là từ 50 đến 55 độ C. Thì ngoài cái sản phẩm két làm mát thủy lực cho xe bồn trộn bê tông ra thì công ty chúng tôi cũng cung cấp đầy đủ các phụ tùng cho xe bồn trộn bê tông như hộp giảm tốc, bơm thủy lực, motor thủy lực, bi con lăn, ti nâng hạ máng trộn, rất là nhiều. Đồng hồ áp suất két làm mát thủy lực này thì tản nhiệt rất là tốt, vì có cái cánh quạt rất là cánh quạt to. Ngoài ra công ty chúng tôi cung cấp đầy đủ các phụ tùng xe, các dòng xe Trung Quốc hay là xe chuyên dụng như xe như các dòng xe như xe bồn trộn bê tông này, xe hút chất thải này, xe tưới nước rửa đường tưới cây này, xe móc chở xi măng đời. Thì nếu quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp cho tôi theo số điện thoại 0962 820 686. Địa chỉ công ty chúng tôi là Long Biên, Hà Nội. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng. Xin trân trọng cảm ơn.